chúng ta sẽ đón chào tiết mục múa của đơn vị Tân Đồng Mỹ Chầu Năm Suối Lân. Thank you.
gian cảm ơn tiết mục múa chầu lân cuối năm của đơn vị Thôn Đồng Mỹ, và tất cả chúng ta đã được chiêm ngưỡng một màn múa vô cùng đẹp đẽ và sinh động, và chúng ta đã được trải nghiệm cái cảnh rừng thiêng.